cuộc thi rất là nhiều và cuộc thi rất là nhiều. À, tại sao mà trong cái bức tâm thư này mà nói là Lê Thái tới đây để mà gọi là đánh phá Phật giáo? Lê Thái nói là trên đây nhận thức một nói rất là rõ ràng. Nếu mà nhóm Phật tử mà bảo vệ chính pháp này trước khi mà nói là phải tìm hiểu rất là rõ ràng. Chứ còn nếu tìm hiểu không rõ ràng á, Lê Thái rất là bức xúc. Là tại vì sao? Lê Thái chưa bao giờ đánh phá Phật pháp. Mà Lê Thái chỉ tới đây để hỏi ông Thích Đồng Trung, ông Sư Ma Sư Tăng này, ổng là ai? Lê Thái có biểu tình chưa? Chưa bao giờ có. Lê Thái có bước vô chùa này chưa? Chưa bao giờ có mà để đánh phá chưa? Nhưng mà tại sao thằng Ma Tăng này đi lại tế sống 27 đời tổ tiên dòng họ Lê Thái? Như vậy là thằng này thằng nào? Phải chăng nó là cộng sản? Hả? Phải chăng mày là cộng sản thằng Sư Ma Tăng? Thằng Thích Đồng Trung, mày là khóa khốn nạn đi. Đã Phật đã đi tu rồi, Phật bỏ hết rồi, vợ đẹp con thơ, tài sản mà mày còn lượm lại. Như vậy là mày là ai? Mày nói cho tao nghe đi. Tao tới đây là để tao hỏi tại sao. Tao đang chịu oan nè, mà mày kêu tao cái giống linh về đây nè. Tại sao mày ở đâu đi? Mày không mở cửa ra. Ngày hôm nay tao tới đây tao kêu oan đó. Mày thấy vợ con tao cũng vì cái này mày biết tại sao chưa? Dòng họ của tao, cha mẹ của tao cũng vì mày mà cha mẹ tao phải rơi nước mắt vì tao đó. Mày suy nghĩ ra đi. Mày là một thằng tu, mày đâu quá sách tính liền rồi mà. Còn Lê Thái muốn nói cho nhóm Phật tử, cái Phật tử này là gọi là bảo vệ chính pháp nha, nghe cho kỹ. Mày không xứng đáng, tụi mày không xứng đáng đâu. Còn thằng Phật, thằng Ma Tăng nè, có đúng một bầy chó, cũng trung thành lắm chứ. Mày tụi mày có biết không, cái chùa này tao cũng có một phần trong lòng đó, một viên gạch đó. Tụi bay được cái gì mà mày lấy cái tư cách gì mà mày đuổi bà xã tao ra khỏi cái chùa này? Tụi mày trống con mắt lên tụi mày coi đi, nó dám tới sống gia đình tao đó. Tụi bay không có biết đầu đuôi câu chuyện gì hết á. Tao muốn đây là tao kêu oan. Tại sao thằng Thích Đồng Trung đi trốn sống tao? Mày không có đủ tư cách làm chủ trì đâu thằng Ma Tăng. Tao nói cho biết mày không đủ tư cách đâu. Mày là con súc vật á. Mày là nhiễm súc. Tao chửi mày ra. Bằng chứng tao có cho đây nè. Tao có bằng chứng là tao đang kêu oan nè. Tao muốn cho cả thế giới họ thấy được là mày không có xứng đáng. Tao hứa với mày nghe thằng Ma Tăng, mỗi tuần thứ bảy mà chủ nhật tao rảnh tao sẽ tới đây nè. Bận tao còn rất là bận nhiều chuyện, nhưng mà mỗi lần thứ bảy tao sẽ tới đây. Tao kêu oan. Cái chùa này không phải là chùa của mày đâu, chùa của bá tánh thôi, của Phật tử thôi. Tụi mày không có quyền mà đuổi tao ra đâu. Mày làm cái gì mày tới sống tao? Chôn sống chứ tới sống gì? Chôn sống tao mà chôn 27 rồi. Mày có xứng đáng là mày thằng chủ trì chưa? Nè, chôn 27 đời cúng vong nè. Đây, mày không biết gì hết đó. Thôi, không muốn nói chuyện nữa, ok? Vô kêu đi. Cái chuyện đó, đừng nói tới, đừng mình tưởng. Cái này á, nếu đầu óc có suy nghĩ thì ok. Còn không suy nghĩ, đây, để Phan mình xoay quay cho cái cô này nè.
Ây da, không biết câu chuyện gì hết trơn. Ê, này, 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 này. Ê, đó, tại sao mà nói không dám ra đây nè, muốn lên đây. Vui vui mang chạy. Ê, kêu mình ngồi đây mình chờ mà. Thì thằng Ba Tăng là thằng nào đây? Chùa là chùa của chui, thầy là thầy của chui, thầy hư là do Phật tử. Vui ra, cái này vui ra. Cái này chơi lớn rồi đó. Kiểu thầy chơi cảnh sát nó đi. Mình có đủ đồ chơi hết trơn rồi.